JK Audio, nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, JK Audio xin chào chú Đại nhé. Vâng, chú đã là cái chủ nhân của đôi loa chép JBL mang model ST200 mà được thiết kế một dạng hộp rất là đẹp. Đây là dòng máy của Mexico. Vâng, hôm nay bên cháu về có được 6 đôi. Vâng, 6 đôi thì 5 bác khách ở gần JK Audio, ở gần Hà Nội. Và các bác đến mua trực tiếp đến tới cho mình từng đôi một. Và bây giờ còn một đôi này là về với chú Đại ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vâng, đôi này là bên cháu bán là 2.2 bao ship. Vâng, các bác đến cửa hàng cũng là 2.2. Thì tất cả là bên cháu bao ship tất toàn bộ, hỗ trợ cho khách hàng để được sở hữu những cái đôi chép tuyệt vời nhất, chất lượng nhất và giá thành hợp lý nhất. Vâng, chú Đại rất là may mắn có gọi điện cho JK 2-3 lần thì sau đó chú mới quyết định chú mua cho mình đôi chép JBL. Đây thì là hình thức rất là đẹp, dáng dấp vẫn còn như mới. Nói chung có chút xa một tí thôi do vận chuyển nhưng không sao, nó rất là long lanh. Đó, bên cháu quay lại và test cho chú trước khi gửi rất là cẩn thận. Vâng, thì nhạc đây là đang hỗ trợ được cái đôi loa chép, đâm ra là cái giải nhạc giải âm nghe rất là sáng. Vâng, thì bên cháu thật sự cái dòng này thì về rất ít, thỉnh thoảng mới về đấy ạ. Bác là may mắn lắm thì được sở hữu, còn đôi khi là có bác đặt hàng bên cháu lại không có. Vâng, chú Đại rất là may mắn. Vâng, bây giờ cháu tắt chép đi này. Rồi, chú nghe được những cái giải nhạc không có chép nhá. Đây này, cháu tắt chép đi này. Cháu đấu đẩy một kênh là chuyên chép và một đẩy chuyên la full. Vâng, chú thấy nhạc nó bí không ạ? Rất bí luôn. Cháu cho to lên tí, rất bí. Là chúng ta có thể nghe phân biệt được, mà chép nó hỗ trợ cho dàn karaoke, hỗ trợ cho những đôi loa hay cháy chép. Đấu thì cái này đặc biệt, cái dòng này được nhà sản xuất đã thiết kế cho bộ phân tần phía bên trong chống cháy tuyệt đối. Và chống cháy tuyệt đối các anh nhá, không bao giờ cháy. Đây là bên cháu đang đấu trực tiếp đằng sau đây mà không hề cháy. Rồi, cháu bật lên tí ạ. Vâng, rất sáng, hỗ trợ rất tốt. Không bao giờ cháy các bác nhá, dòng cháy tuyệt đối luôn. Bên cháu đấu đằng sau đẩy mà không bao giờ cháy. Các bác về có âm ly công rất khỏe, hay là những cái đẩy khỏe, các bác đấu đằng sau loa hoặc là đằng sau âm ly, đằng sau đẩy chơi vô tư. Cái này được nhà sản xuất thiết kế rất đặc biệt, vì là hiểu được tâm lý chúng ta mua những đôi loa rất hay cháy chép. Vì thế mà thương hiệu JBL tại Mexico đã cho ra đời những cái dòng chép không bao giờ cháy. Mua một lần dùng mãi mãi coi nhá, mà tiếng âm rất là sáng, mịn tơi, rất là tươi sáng. Bản thân cái giải nhạc rất là tươi sáng đó. Thì chúng ta trải nghiệm luôn với đôi chép của chú Đại ở Bình Thuận. Rồi, cháu lại tắt của chú đi ạ. Chép của chú đấy, cháu nó không hoạt động nữa. Nó sẽ bật lên để chú cảm nhận cái sự tươi sáng của cái âm nhạc của bài nhạc đấy ạ, rất sáng luôn. Vâng, cái giải cao nó gẩy làm là du tai chúng ta. Đặc biệt cái phiên bản này là bên cháu có một cái mẫu là để trần lộ, có một mẫu là nhà sản xuất nó để trần cái lộ phân tần ra bên ngoài thì chú không thích, thì chú muốn hộp kín thì bên cháu cũng có hộp kín để phục vụ cho chú Đại. Vì cái dòng này hát karaoke cực kỳ là hay, hỗ trợ cho lời ca tiếng hát được bay bổng sáng tiếng. Vâng, xếp rất thôi. Không còn cá một chút xíu ạ. Và đặc biệt đôi chép này công suất rất là khủng, 400W và hỗ trợ cho những đôi loa full bát 30, bát 40 cũng chơi được. Bác nghe nó gảy không ạ? Gảy rất là mịn. Giải chép rất sáng, không có được chói, vì nó được mạ chrome tiêu âm ở phía bên trong đây. Đó là cái sự nổi trội so với dòng chép trên thị trường ngày nay. Tôi một lần nữa cảm ơn chú Đại nhé. Cháu thay mặt công ty chúc chú Đại và gia đình sức khỏe. và chúc chú luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, sau đây cháu xin phép được bỏ ra đóng hàng gửi cẩn thận cho chú nhé. Vâng, cháu chào chú Đại nhá. Vâng, cháu xin phép được dừng video đây ạ. Vâng, đôi chép của chú rất là long lanh, rất là đẹp, trông cháy tuyệt đối ạ.